Quên không thổi xăng. Hết xăng. Hơi khó làm ạ. Phải thổi nhưng mà khi ga lên là phải thổi vào cái này để cho xăng nó chạy vào đây. Thế bây giờ cái bình nó nhé phải treo lên trên cao. Đáng lẽ là phải treo lên trên cao nhưng mà không không có cái chỗ để treo, mình bắt buộc mình phải để này, và để cái này khi lên ga là phải thổi chứ không là chạy một hồi là nó thiếu xăng. Đây là một cái máy động cơ 2 thì, công suất nó khá là lớn, 4 HP, thì rất là thích hợp cho anh em nào về chế xuồng, chạy chạy ghe, chạy chạy vỏ, hoặc là chế xe đạp. Thì mọi người về thì mọi người sẽ làm một cái bình xăng treo nó lên. Đó, bạn mọi người thấy không, hết xăng rồi này, là mình đáng lẽ là mình phải làm một cái bình mình treo cao lên không cho nó chảy xăng vô, chứ đây là mình đặt ở dưới nào thì mình phải thổi thổi đến lúc nào cái xăng nó cũng cấp đủ vào, cấp đủ vào theo cái đường này. Đó, mọi người thấy không, máy này thì cực kỳ mạnh luôn, nó là 2 thì nha mọi người, 2 thì. Cái máy này á là máy động cơ Mikasa, Mikasa của Nhật. Nó nằm ở trong cái máy, nó nằm trong cái máy, mọi người biết cái máy gì không? Cái máy đầm á, máy đầm cóc nha. Rất là khỏe luôn. Trời ơi này, nãy giờ nó xúc cái dây này ra. Nó mới nhảy vô tay nó giật cái chết người luôn. Lửa điện mà cực kỳ mạnh. Cái tiếng bô này nó làm tiếng cái bô giảm thanh nó nổ không có hay. Mọi người về lấy cái máy này về mà chế vào xuồng và vỏ, hoặc là chế bô cái xe đạp thì bỏ cái bô này đi, hoặc là mổ nó ra, móc thoáng bên trong, là móc thoáng hết nên nổ ghê lắm.
Máy này nó 4 HP. Ở tốc độ 4.000 vòng thì nó là 4 HP. 3.600 vòng nó là 3 HP. 3 PS. 2,2 kW. Còn tốc độ 4.000 thì nó là 2,9 kW. Piston nó to lắm mọi người. Đó. Em cho mọi người xem cái điểm hay của nó như thế này này. Ở dưới này. Thứ nhất ạ, dưới này nó có 4 con ốc này. Mọi người thấy không? 4 con ốc này thì mình có thể bắt lên một cái đế, cái giá được. Đó, mình không phải chế gì hết. Làm một cái giá đặt lên. Thế là làm chạy vỏ vô ok luôn nhá. Đó. Làm cái giá chạy vỏ. Ok. Và cái điểm thứ hai nữa là đằng trước này nó có một cái mặt như thế này thì mọi người không lo nó bị nứt lốc hay là bể lốc cái gì, tại vì khi cái máy đầm cóc nó chạy đó, nó đổ bị xăng nữa, nó rung rất là mạnh, nó rung nó rung nó dập rất là mạnh mà nó không có ảnh hưởng gì hết đó mọi người. Đó mọi người thấy xảy xăng đó đâu, dập nửa đây. Ok nó đi chút xíu xăng đó mọi người thấy không, ba con ốc này, ba con ốc là một cái mình cái thân của nó dày, mọi người thấy không, nó dày không đó. Mọi người mà làm nối một cái cần lắp mà chạy vỏ nối ra đây đó, nối ra đây này, làm một cái mặt bích đây nữa là cực kỳ cứng luôn nhá, cực kỳ chắc luôn, chứ nó không như cái máy Honda 5 ngựa 5.5 hay là 6.5, mà cái máy này này, cái động cơ này mà mọi người về gắn thêm một cái bình xăng như như anh em người ta xài tốc độ chạy tốc độ thì người ta hay gắn cái bình bung mai á, gắn bình bung mai cho những cái động cơ 5 ngựa rưỡi, 6 ngựa rưỡi, 13 ngựa, 23 ngựa đó thì nó rất là mạnh luôn. Nó nạp rất là nhanh, piston của nó lớn. Piston hai thì mà nó lớn nhá. Chứ không như mấy cái máy cắt cỏ hay là máy cưa đâu, cái này nó piston nó lớn lắm. Mọi người thấy không? Cái khí tản nhiệt mọi người thấy dày không? Cực kỳ dày luôn, cứng ngắc luôn. Đó. Không biết gãy bể luôn. Bốn con ốc to giữ chân nòng à. Cái này là nòng rời nhá mọi người. Đó, nó nòng rời chứ nó không như cái máy bốn thì Honda nào đâu. Bốn thì Honda mà hư cái nòng á là một là vứt luôn cả cái lốc cả cái máy đi, hai là xoáy lại, mà xoáy lại thì mọi người nên hiểu là cái máy Honda mà xoáy lại rất là cái máy Honda GX160 đó, riêng những cái dòng đó mà xoáy lại rất là dở đó. Còn cái này á, nếu mà sau này mọi người mà cần có thể xoáy lại đóng lại ok luôn đó, xoáy lại đóng lại vô tư. Đó, bình xăng zin này. Bình xăng zin. Đó, hiện tại em đang bán cái này với giá là 1 triệu 8 nha mọi người. Đang bán với giá 1 triệu 8. Thích hợp cho anh em nào về chế cháo. À, thân máy này. Riêng cái đồ này không có cái gì mỏng hết mọi người. Từ những cái bát cái tai này nó cũng dày hết đó, cái nắp này nữa này mọi người thấy không, cực kỳ dày luôn, không biết nứt gãy bể là cái gì hết đó. Cái đây là thử máy nổ xong rồi đặt ở dưới đất đó, là nó chảy sơn trên thân máy này, trên thân máy có đóng số này. Máy Nhật nên là cái gì nó cũng có cái số của nó. Đó mọi người thấy nhá. Zin từng con ốc này. Ốc này. Ốc trên đầu nó có số hết này. Nhìn máy đã lắm. Đó, đây có một cái này gọi là để xả nếu như mà mình bị ngợp xăng hay là gì đó, mình xả đây, mình mở cái này ra này. Ngợp xăng, xăng xuống quá nhiều thì mình xả ở đây. Đó mình giật 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 cái là nó xịt hết cái đường xăng dư ra ngoài này,
Đó, xong cái mình đóng lại. Đó, cực kỳ hay luôn nhá, cực kỳ hay luôn. Máy cắt cỏ hay là máy cưa mà bị ngợp xăng, vô xăng nhiều quá hay là nước vô hay là cái gì đó là phải tháo buji rồi làm đủ trò hết. Nhưng mà cái này là nó lại có cái đường này khá là hay đó. Cái này mọi người mà thích mới thì về có thể sơn tút lại, hoặc là giống như mấy anh Thái Lan á, mấy anh Thái Lan thì anh ấy màu mè đó, sơn cái đầu bò một màu, cái nòng một màu, cái lốc một màu, ốp giật một màu, và những cái này là một màu, xong rồi cái lọc gió là một màu khác đó. Bình chạy mấy anh thì hay chạy bình bung mai đó. Còn cái này mọi người về nếu mà muốn tăng thêm công suất của nó nữa thì tìm hiểu thêm cái cách mà người ta khoan khoan cái cho piston á đó. Đó, mở cổ xả, mở cổ hút đó, rồi tăng thêm khí nạp, tăng thêm nhiên liệu vào đó. Mọi người thấy không, cái mặt này, cái mặt này cực kỳ dày luôn. Cái này mà chạy mà nó nứt nó bể được thì hơi bị khó luôn, cầm ném xuống đất chưa chắc bể cái khúc này đó. Mọi người thấy dày không, dày dã man luôn. Em cũng tính là để chế một cái xe cho em bé này đó. Tính chế một cái xe cho em bé đây, nhưng mà vì là em bé gái, vì em bé gái nên là cũng thôi, cũng không không có chạy cái động cơ hai thì, nó công suất nó lớn quá, nó tính chạy cái động cơ 4 thì này đó. Cái động cơ này Kawasaki Made in Japan luôn đó. Nhưng mà em nó chế chế cái bình xăng con xe Honda vô đây. Cái bình xăng của nó thì nó giống y chang như thế này đó. Em làm cái tính làm cái này thì nó nhỏ, nó nhẹ, nó nặng nặng thì tương đương nhưng mà nó nhỏ hơn, công suất nó yếu hơn, công suất nó yếu hơn nhiều. Công suất nó chỉ có 1,6 PS thôi, được không? Còn cái này nó tới nữa đổ xăng nữa. Cái này nó tới ba PS ở tốc độ 3.600 và 4 PS ở tốc độ 4.000 đó. Mọi người thấy nó rất là mạnh, mà mình về mình mà tăng được cái đường mở được cổ hút, cổ xả và làm lại piston đồ này kia, làm lại đường bô này. Thứ nhất là đầu tiên là làm lại được cái đường bô, làm cái bô nó thoáng ra. Và cái bộ chế này mình thay đổi bộ chế một chút nữa thì nó cực kỳ là tua, nó rất là mạnh luôn, tua nó rất là nhanh, nó tăng công suất lên rất là nhiều. Người ta làm máy đầm thì tốc độ của máy đầm nó chỉ ở một cái tốc độ nhất định thôi, chứ cao quá là cái đầm nó không có nhảy nữa mà nó rung thôi. Đó nên là người ta thiết kế là như vậy. Cái bô này tiếng nó giảm thanh nó rất là êm, mọi người về muốn nó nổ như xi bo đó thì về thay cái bô này, làm một cái bô, chế một cái bô xi bo vô đây, chế bô xe đạp cũng được, tành 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 tành. Ok nha mọi người, 1,8 triệu đó. Em chỉ nhận giao hàng khi đã nhận được tiền vào tài khoản, nhận đủ tiền nhé.